Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến môn ngữ văn lớp 8 Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học Ôn tập phần văn, nghị luận trung đại Việt Nam Qua bài học này các em cần nắm được giá trị nội dung tư tưởng thẩm mỹ đặc sắc Những nét chung và riêng của các văn bản nghị luận cổ về các phương diện Thể loại, ngôn ngữ, nghệ thuật lập luận Phân biệt đặc điểm của các thể loại Chiếu, hịch, cáo, tấu, học tập được nghệ thuật lập luận sắc bén của các văn bản nghị luận cổ cô cũng hy vọng bài học này giúp các em rèn thêm kỹ năng tổng hợp hệ thống hóa sơ đồ hóa so sánh đối chiếu và quá bài học các em sẽ thêm yêu quý trân trọng những án văn cổ bất hủ của nền văn học việt nam thêm tự hào về truyền thống yêu nước tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm và những trang sử hao hùng của đất nước nào mời các em chúng ta cùng bắt đầu trước khi ôn tập từng văn bản cụ thể chúng ta cùng nhớ lại kiến thức về văn bản nghị luận chúng ta biết rằng văn bản nghị luận là loại văn dùng lập luận để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống xã hội lập luận được xây dựng bằng một hệ thống luận điểm luận cứ và dẫn chứng logic chặt chẽ để thuyết phục người đọc Điều này đã thể hiện rất rõ trong các văn bản ở bài 22, 23, 24 và 25. Nào, chúng ta cùng nhìn lại các văn bản. Ở bài 22 là chiếu dời đô, bài 23 hịch tướng sĩ, bài 24 nước đại Việt ta, bài 25 bàn luận về phép học. chúng ta đến với văn bản Chiếu dời đô của tác giả Lý Công Uẩn. Văn bản được viết với thể loại chiếu, phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. Bài chiếu có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục. Chúng ta cùng ôm lại hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Văn bản được viết với thể loại hịch, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Văn bản thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược. Đồng thời trong văn bản này, người chủ tướng nghiêm khắc phê phán khuyết điểm của các tỳ tướng, khuyên họ học tập binh thư yếu lược, rèn luyện quân kỹ. Đây là án văn chính luận đặc sắc, có lập luận chặt chẽ, lý lẽ hùng hồn đanh thép. Một nhiệt huyết chứa chan, tình cảm thống thiết, rung động lòng người sâu xa. Chúng ta cùng ôn lại Nước Đại Việt Ta của tác giả Nguyễn Trãi. Văn bản được viết bằng thể loại cáo. Văn bản thể hiện ý thức dân tộc đã phát triển tới trình độ cao và nước Đại Việt ta có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập khẳng định nước ta là nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử, kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại. Văn bản có lập luận chặt chẽ chứng cứ hung hồn xác thực, ý tứ rõ ràng, sáng sủa và hàm súc. Chúng ta cùng ôn lại bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Văn bản được viết bằng thể văn tấu. Văn bản nói lên quan niệm tiến bộ của tác giả về mục đích và tác dụng của việc học. Học để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành. Văn bản có lập luận chặt chẽ, luận cứ rõ ràng, thuyết phục. Chúng ta vừa ôn lại các văn bản nghị luận đã học. Theo em, giữa văn nghị luận trung đại và văn nghị luận hiện đại có điểm gì khác nhau? Về hình thức thể loại, văn nghị luận trung đại có thể viết bằng văn xuôi hoặc văn biên ngẫu và thường được thể hiện bằng những thể văn cổ như chiếu hịch cáo tấu với những cách diễn đạt và ngôn ngữ riêng phù hợp với đặc trưng của mỗi thể văn đó còn văn nghị luận hiện đại viết bằng văn xuôi và văn nghị luận hiện đại là một thể văn thể nghị luận trong văn xuôi hiện đại chứ không phân chia các thể một cách rạch ròi như trong văn nghị luận trung đại về nội dung và nghệ thuật văn nghị luận trung đại có nhiều từ ngữ cổ nhiều hình ảnh giàu tính ước lệ câu văn biên ngẫu sống đôi nhịp nhàng dùng nhiều điển tích điển cố còn văn nghị luận hiện đại thoát khỏi những hình ảnh ước lệ khuôn mẫu trong câu chữ rồi tạo được cách hành văn giản dị câu văn gần với lối nói thường ngày về tư tưởng văn nghị luận trung đại mang đậm dấu ấn của thế giới quan con người trung đại đó là tư tưởng thiên mệnh trong chiếu dời đô hay tinh thần thần chủ trong hịch tướng sĩ lý tưởng nhân nghĩa trong nước đại việt hay tâm lý sùng cổ noi theo những bậc tiền nhân tìm khuôn mẫu ở những thời đã qua vân vân còn văn nghi luận hiện đại thoát khỏi những tư tưởng cổ điển hướng tới những tư tưởng mới của thời đại nào chúng ta cùng làm một số bài tập để khắc sâu kiến thức nhé bài một Hãy chứng minh các văn bản nghị luận trong bài 22, 23, 24, 25 đều được viết có lý, có tình, có chứng cứ nên đều có sức thuyết phục cao. Cô có một số gợi ý dành cho các em. Có lý là bài viết dựa trên lẽ phải, dựa trên chân lý của cuộc sống, được trình bày bằng hệ thống luận điểm, luận cứ chặt chẽ, khoa học, logic. Có tình là bài viết có cảm xúc, thái độ Niềm tin, khát vọng của tác giả được gửi gắm vào trong tác phẩm của mình. Có chứng cứ là có sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm. Từ những gợi ý này, các em hãy soi chiếu vào các văn bản đã học, tìm luận cứ chứng minh nhé! Bài tập số 2 Nếu những nét giống và khác nhau cơ bản về nội dung tư tưởng và hình thức thể loại của các văn bản trong bài 22-23 được, và 24. Cô có một số gợi ý dành cho các em. Điểm giống nhau. Về nội dung tư tưởng, các văn bản này đều bao trùm một tinh thần dân tộc sâu sắc, thể hiện ý chí tự cường, sự tự hào của dân tộc độc lập, tinh thần quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược và đều thể hiện thái độ tình cảm sâu sắc với vấn đề nêu ra trong bài. Về hình thức thể loại, cả ba văn bản đều có văn phong cổ Tư ngữ, cách diễn đạt, hình ảnh ước lệ, câu văn điên ngẫu sống đôi. Các em chú ý cho cô, đây là những văn bản nghị luận tiêu biểu ở thời điểm chúng ra đời và sống mãi cùng thời gian. Điểm khác nhau Về nội dung tư tưởng Chiếu dời đô thể hiện ý tưởng chọn vùng đất tốt dời đô để chấn hương đất nước, xây dựng nền tự chủ của quốc gia Đại Việt còn hịch tướng sĩ khơi dậy lòng căm thù để kích lệ tướng sĩ học tập binh thư yếu lược chống giặc và nước đại việt ta khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập của một đất nước có chủ quyền có lãnh thổ có văn hiến riêng kết hợp với sức mạnh của tư tưởng nhân nghĩa để chiến thắng giặc ngoài xâm về hình thức thể loại các văn bản viết bằng thể văn chiếu hịch cáo đem lại sắc thái riêng và giọng điệu riêng cho từng văn bản. Chúng ta đến với bài tập số 3. Qua văn bản Nước Đại Việt ta, hãy cho biết tại sao tác phẩm Bình Ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập. Ý thức nền độc lập dân tộc thể hiện trong bài Nước Đại Việt ta có gì mới so với bài Sông núi nước Nam mà các em đã học ở năm lớp 7? cô có một số gợi ý dành cho các em câu hỏi này có hai ý ở ý một bình ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc bởi vì văn bản đã ra đời trong hoàn cảnh đầy ý nghĩa sau cuộc đại chiến chống quân minh thắng lợi văn bản đưa ra nhiều yếu tố để khẳng định nền độc lập chủ quyền của dân tộc đó là có nền văn hiến lâu đời có lãnh thổ phong tục chế độ riêng có truyền thống lịch sử ở ý hai của câu hỏi ý thức về nền độc lập dân tộc trong bình ngô đại cáo có điểm mới so với sông núi nước nam ở sông núi nước nam ý thức về nền độc lập dân tộc được xác định chủ yếu trên hai yếu tố lãnh thổ và chủ quyền còn đến bình ngô đại cáo ý thức về nền độc lập dân tộc được bổ sung thêm ba yếu tố nữa đó là văn hiến phong tục và truyền thống lịch sử qua đó ta thấy nguyễn trãi đã ý thức được Văn hiến, truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Và như vậy, so với sông núi nước Nam, thì ý thức về nền độc lập dân tộc trong nước Đại Việt ta đã có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và sâu sắc hơn. Chúng ta vừa ôn lại những kiến thức ở các văn bản. Nào mời các em, chúng ta cùng ghi lại nội dung bài học. Các em ghi lại một số bài tập mà cô đã hướng dẫn nữa nhé bài tập 1 và bài tập số 3. Cô có một số dặn dò dành cho các em. Các em về ôn tập lại bài học, hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong các văn bản ở bài 22, 23, 24 và 25, biết so sánh điểm sống và khác nhau cơ bản của các tác phẩm ấy. Qua bài học này, các em tiếp tục tìm đọc thêm những tác phẩm văn nghị luận trung đại để cảm nhận tấm lòng ý chí của cha ông trong công cuộc dựng nước giữ nước sang lao anh dũng cô mong các em tiếp bước cha ông phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc cùng chúng tay góp sức cho đất nước bài học đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại